Hải Phòng là thành phố ven biển nằm phía đông miền duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km. Hải Phòng được biết đến với các tên gọi không chính thức như thành phố hoa phượng đỏ, trước đây trồng nhiều cây phượng, hay thành phố cảng, tên gọi không chính thức, phổ biến ở miền Bắc trước năm 1975. Do lúc đó, Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dân số của Hải Phòng là hơn 2 triệu người, mật độ dân số bình quân là 1.315 người km2, diện tích tự nhiên toàn thành phố là 1.519 km2, bao gồm cả huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, Hải Phòng hội tụ đầy đủ lợi thế về đường biển, đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Trong video ngày hôm nay, sẽ đưa quý vị và các bạn khám phá toàn cảnh trung tâm thành phố Hải Phòng. Trước khi đến nội dung chính của video, đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình nhé. Về vị trí địa lý, Hải Phòng là một thành phố ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, có vị trí địa lý phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông. Hải Phòng là một trong ba đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp quốc gia. Hải Phòng là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nằm ở khu vực phía Tây của vịnh Bắc Bộ, một vịnh lớn của Đông Nam châu Á và bờ biển phía Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 102 km và cách biên giới Việt Trung 200 km, là thành phố cảng, cửa ngõ giao thương quốc tế chính ra biển của miền Bắc Việt Nam, đầu mối giao thông quan trọng của các tỉnh phía Bắc Việt Nam, là đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp quốc gia, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của cả nước và của vùng duyên hải Bắc Bộ, là trung tâm của vành đai kinh tế về phía Tây của vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh và khu vực kinh tế bờ biển phía Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Là trung tâm của chuỗi hành lang đô thị Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Việt Trì, Yên Bái, Lào Cai của Việt Nam, Menxi Kunming của Trung Quốc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Lạng Sơn, Việt Nam, Nam Ninh, Trung Quốc. Mắt xích quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế, hai hành lang một vành đai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Gần vịnh Hạ Long, một kỳ quan thế giới bao gồm 1.969 đảo. Hải Phòng ngày nay bao gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 quận nội thành Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, 8 huyện ngoại thành An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, trong đó có 2 huyện đảo là Bạch Long Vĩ và Cát Hải. Năm 2022, kinh tế Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng khi lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 100.000 tỷ đồng. GDP tăng trưởng 12,32%, gấp 1,5 lần bình quân chung của cả nước, đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô kinh tế của Hải Phòng hiện đứng thứ 6 cả nước. Tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước năm 2022 đạt 3,84%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, dù là địa phương có độ mở nền kinh tế cao, nhưng Hải Phòng vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 từ 12,7% cho đến 13%. GDP bình quân đầu người đạt 8.150 USD, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 116.442 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 42.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 190.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, sản lượng hàng qua cảng đạt 185 triệu tấn, khách du lịch đạt 7,3 triệu lượt người, thu hút từ 2-2,5 tỷ USD vốn FDI, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 35 xã và triển khai ở 35 xã tiếp theo, hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án giao thông trong năm 2023. Hàng loạt dự án giao thông được thành phố Hải Phòng bố trí vốn trong năm 2023 nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng. Cụ thể, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 được bố trí vốn gồm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc tới cầu Kiền được bố trí 191 tỷ đồng, tuyến đường nối từ tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy 411 tỷ đồng, cầu Bến Rừng 257 tỷ đồng, tuyến đường từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vàm Vúm, quận Đồ Sơn 449 tỷ đồng, mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng 229 tỷ đồng. Với vị trí là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa chính ra biển của toàn miền Bắc, Hải Phòng hội tụ tất cả các loại hình giao thông, bao gồm 5 loại hình là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không và hệ thống cảng biển. Hải Phòng có vị trí chiến lược là cửa ngõ ra biển kết nối với thế giới của cả miền Bắc.
Do vậy, hệ thống cảng biển của thành phố được chú trọng đầu tư mở rộng từ rất sớm. Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, cùng với cảng Sài Gòn là một trong hai hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam, hiện đang được chính phủ nâng cấp. Cảng Hải Phòng nằm trên tuyến đường giao thông trên biển kết nối Singapore với Hồng Kông và các cảng của Đông Á và Đông Bắc Á. Ngoài cảng biển, ở Hải Phòng còn có hơn 35 bến cảng khác với các chức năng khác nhau như vận tải chất hóa lỏng, xăng dầu, khí đốt, bến cảng đóng tàu. Đường sắt, Hải Phòng có một tuyến đường sắt là tuyến Hà Nội-Hải Phòng do Pháp xây dựng từ năm 1901 đến ngày 16 tháng 6 1902 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện được sử dụng để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tuyến đường sắt này đang có kế hoạch được nâng cấp và điện khí hóa. Tuyến đường sắt này dài 102 km, gần như song song với quốc lộ 5A, đi qua địa phận các tỉnh thành Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội. Ga Hải Phòng là ga hành khách cuối cùng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với ga Huế và ga Nha Trang, ga Hải Phòng nằm trong số ít những ga đường sắt vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét kiến trúc thời Pháp thuộc. Đường hàng không. Ở Hải Phòng hiện chỉ có một sân bay phục vụ dân sự, sân bay quốc tế Cát Bi là sân bay đầu tiên của miền Bắc xây dựng từ thời Pháp thuộc. Sân bay này ban đầu xây dựng phục vụ mục đích quân sự. Hiện nay thì Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines đang khai thác đường bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh với 42 chuyến một tuần phục vụ vận tải hành khách. Vietnam Airlines mới đây đưa vào hoạt động đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng với 7 chuyến một tuần. Trước đây đã từng khai thác đường bay Hải Phòng - Macau, bay thuê chuyến và Hải Phòng - Paris thời chiến tranh. Thành phố có dự án xây dựng thêm một cảng hàng không quốc tế Hải Phòng dự kiến đặt tại huyện Tiên Lãng. Đây là dự án có khả năng sẽ là sân bay lớn nhất tại miền Bắc với quy mô khoảng 6.000 hectare với tổng vốn đầu tư dự tính hiện thời qua 3 giai đoạn đến 2030 là hơn 8 tỷ USD. Đường bộ, các tuyến đường huyết mạch nối Hải Phòng với các tỉnh thành khác như quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 37 và các tuyến đường cao tốc như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng-Ninh Bình. Giai đoạn 2013-2018, Hải Phòng đạt kỷ lục xây nhiều cầu nhất trong lịch sử Việt Nam với 20 cây cầu lớn nhỏ được xây dựng và đưa vào sử dụng, nổi bật là cầu Tân Vũ Lạch Huyện dài nhất Việt Nam. Trong năm 2016-2017, lần đầu tiên những cây cầu ở Hải Phòng được thi công nhanh chóng đến không ngờ. Có những cây cầu chỉ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành như cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu vượt ngã ba Đình Vũ. Ẩm thực. Ẩm thực Hải Phòng bình dị và dân dã, không cầu kỳ nhưng đậm đà khó quên, chủ yếu là các món hải sản. Các nhà hàng hải sản ở khu vực Đồ Sơn có tôm cua cá mực rất tươi và giá phải chăng. Phong cách chế biến hải sản ở Hải Phòng theo phong cách dân dã, nhấn mạnh thực chất và vị tươi ngon của nguyên liệu nhiều hơn sự cầu kỳ trong gia vị và cách chế biến. Các món ăn như bánh đa cua, bún cá, bánh mì cay, cơm cháy hải sản, ốc cay, nem cua bể, nem vuông giờ đây đã quá quen thuộc và trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, Hải Phòng còn có nhiều món ăn khác như lẩu bề bề, nộm giá, thịt sang biển, sủi dinh, bánh bèo, một số món ăn không thể thưởng thức ở những nơi khác mà chỉ có tại Hải Phòng. Từ lâu, hoa vườn đỏ hay phượng vĩ đã trở thành biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. Đối với mỗi người Hải Phòng, dù già hay trẻ, dù đang sống tại thành phố hay sống xa quê hương, thì vẫn luôn giữ trong ký ức một màu đỏ rực khó phai của hoa phượng vĩ hay bên bờ hồ Tam Bạc mỗi độ hè về. Cây phượng vĩ được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 19, có đặc điểm sinh thái là bắt đầu nở hoa vào những ngày đầu mùa hè. Mùa hoa phượng kéo dài trong khoảng một tháng, từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6, đúng vào thời điểm bắt đầu mùa du lịch biển của Hải Phòng và ngày giải phóng thành phố 13 tháng 5. Dù ngày nay phượng vĩ được trồng khắp mọi nơi tại Việt Nam, nhưng nhắc đến Hải Phòng, người ta vẫn thường gọi bằng cái tên đầy thi vị là thành phố hoa phượng đỏ. Đường Phạm Văn Đồng của Hải Phòng từ cầu rào Đồ Sơn chính thức được công nhận là con đường trồng nhiều cây phượng nhất của Việt Nam. Trên chiều dài hơn 20 km này được trồng 3.068 cây phượng. Ngoài biểu tượng về hoa phượng, nhà hát lớn Hải Phòng nằm ngay giữa quảng trường trung tâm thành phố bao năm qua cũng được coi như biểu tượng kiến trúc đặc trưng của Hải Phòng. Nhà hát được xây dựng vào năm 1904, hoàn thành năm 1912 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp với nguyên vật liệu mang từ Pháp sang. Cùng với nhà hát lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,
thì đây là số ít những nhà hát được người Pháp xây dựng tại Việt Nam thời kỳ thuộc địa, danh lam thắng cảnh. Khu du lịch biển Đồ Sơn. Đồ Sơn là khu nghỉ mát nằm cách thành phố Hà Nội 120 km và cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km. Đây là một bán đảo nhỏ được bao quanh bởi núi, vươn dài ra biển có những bãi cát mịn trên những bờ biển sợ bóng phi lao. Trong lịch sử, Đồ Sơn là nơi nghỉ ngơi của vua chúa quan lại đô hộ. Với ngôi nhà bát giác kiên cố của Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Ngày nay Đồ Sơn là một điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong ngày hè, với chất lượng dịch vụ tốt và giá cả tương đối mềm. Đồ Sơn còn có casino duy nhất ở Việt Nam cùng với hệ thống sân golf đạt chuẩn quốc tế. Quần đảo Cát Bà. Cát Bà là đảo lớn nhất trong hệ thống quần đảo, gồm 366 đảo nhỏ thuộc vịnh Lan Hạ, một phần của vịnh Hạ Long. Đảo Cát Bà là đảo lớn nhất vịnh Hạ Long, cách thành phố Hải Phòng 70 km. Cát Bà có những bãi biển trong xanh trải dài trên những bãi cát trắng mịn màng và hệ thống sinh thái rừng ngập mặn, nhiệt đới xanh quanh năm. Đến Cát Bà, du khách có thể đến thăm vịnh Lan Hạ, đồng Trung Trang, đồng Trung Sơn, đồng Phù Long, vườn quốc gia Cát Bà hay tham gia tắm biển, chèo thuyền, làm biển và thưởng thức đặc sản biển nổi tiếng. Đặc biệt trong khu rừng nguyên sinh Cát Bà còn có loài vọt đầu vàng, loài thú cực kỳ quý hiếm trên thế giới chỉ có tại Cát Bà. Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Paris vào ngày 29 tháng 10 2004 và đang đề nghị được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học, là một phần của vịnh Hạ Long mở rộng. Hòn Giáo là một hòn đảo nằm cách Đồ Sơn 1 km về phía đông nam. Nét hấp dẫn của Hòn Giáo là nét hoang sơ tĩnh mịch, cách biệt hẳn với Đồ Sơn ồn ào với những gốc si cổ thụ khổng lồ. Hệ thống thực vật nguyên vẹn cả 3 tầng cùng với những rễ cây lớn tua tủa đâm sâu vào lòng đất càng làm cho đảo thêm cổ kính. Nét hoang sơ tĩnh mịch như càng được tôn thêm với đền thờ Nam Hải Vương cùng với ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi. Đối với người dân nơi đây, đảo Hòn Giáo là một nơi linh thiêng đến mức họ tin rằng không một ai có thể lấy đi ở đây bất cứ thứ gì, dù đó chỉ là một hòn đá hay một lá cây. Chính vì thế, trải qua hàng trăm năm, đảo Giáo vẫn giữ được nét hoang sơ, kỳ vĩ. Các bạn thấy sao về thành phố cảng này? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.